thân mến, chỉ còn ít phút nữa chương trình tại sân khấu của Cung Viện Khủng Long sẽ được diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt. Quý vị sẽ được gặp gỡ với các nghệ sĩ đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Có rất nhiều những tiết mục đặc sắc sẽ giao lưu và biểu diễn gửi đến cho tất cả các bậc phụ huynh cũng như các thiên thần nhỏ có mặt tại Cung Viện Khủng Long buổi tối ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời tất cả quý vị ta sẽ tiếp tục cho các thiên thần tham gia tất cả các trò chơi và trải nghiệm không gian thật là đầy nghĩa tại Cung Viện Khủng Long Vân Hà. Và đúng 9 giờ thì quý vị sẽ cùng cho các thiên thần nhỏ trở về trung tâm sân khấu để giao lưu với chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được diễn ra tại sân khấu của Cung Viện Khủng Long tối nay. Xin được trân trọng kính mời. Trở về với chúng ta từ Liên đoàn Xiếc Quốc gia Việt Nam. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Khủng Long xin được phép bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, Công viên Khủng Long rất vui mừng khi được chào đón toàn thể quý vị đã có mặt tại buổi tối cuối tuần ngày hôm nay tại Công viên Khủng Long. Và lời tiên MC Trọng Tuấn xin phép được thay lời cho Công viên Khủng Long xin được gửi tới toàn thể quý vị cùng tất cả các thiên thời nhỏ lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị thân mến, thưa các bậc phụ huynh cùng tất cả các bạn nhỏ yêu quý, Công viên Khủng Long Ngân Hà rất vui mừng khi được chào đón toàn thể quý vị cùng các thiên thần nhỏ đã đến tham quan, trải nghiệm, vui chơi tại Công viên Khủng Long trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta như đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi có những loài động vật khổng lồ thời tiền sử thống trị, quy tụ với rất nhiều loài khủng long lớn nhỏ sống động như thật. Ngoài ra quý vị và các bạn nhỏ còn được tham gia vào những trò chơi vô cùng hấp dẫn với các trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh, được bước chân trên những con đường 3D với hình ảnh sống động như thật. Và còn gì tuyệt vời hơn nữa sau những ngày hè nắng nóng, sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi, chúng ta được ngâm mình dưới làn nước mát, được vui chơi thỏa thích với những trò chơi dưới nước sẽ đem lại cho toàn thể quý vị và các bạn nhỏ những giây phút thư giãn thoải mái và tuyệt vời nhất. Thưa quý vị thân mến, đến với Công viên Khủng Long Ngân Hà, quý vị không những có cơ hội được khám phá thế giới động vật tiền sử mà còn được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do Công viên Khủng Long Ngân Hà dành tặng cho toàn thể quý vị. Và đặc biệt trong buổi tối chủ nhật ngày hôm nay, với sự xuất hiện của các nghệ sĩ trở về với chúng ta từ Liên đoàn Xiếc Quốc gia Việt Nam sẽ đem đến cho toàn thể quý vị một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc để dành tặng cho toàn thể quý vị. Và để mở đầu chương trình nghệ thuật trong buổi tối ngày hôm nay, tiết mục đầu tiên xin được gửi tới toàn thể quý vị tiết mục múa lửa nghệ thuật do nghệ sĩ múa Yến Vy thể hiện. Quý vị sẽ dành một tràng tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón tiết mục.
phần biểu diễn của nghệ sĩ múa Yến Vi với một tiết mục trình diễn vô cùng hấp dẫn, vô cùng lôi cuốn và nóng bỏng trên sân khấu. Nghệ sĩ múa của chúng ta không những múa lửa mà còn nuốt cả lửa và phun ra cả lửa nữa, đúng không thưa quý vị? Và lưu ý tới tất cả các bạn nhỏ, chúng ta không được làm theo hay học theo các nghệ sĩ của chúng ta, bởi vì đây là tiết mục trình diễn rất nguy hiểm, nên tuyệt đối các bạn nhỏ không được học theo hay làm theo nhá. Các bạn nhỏ ơi, bây giờ tớ sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một nhân vật mà các bạn vô cùng chờ đón. Các bạn có biết là nhân vật nào không? Các bạn có muốn gặp gỡ với chú Hề không nhỉ? Rồi, vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục chú Hề bán trứng do nghệ sĩ Minh Phương thể hiện. Một tràng tay thật lớn của quý vị. Chào chú Hề đi nào.
cùng với Chu Hề Tung Trứng ạ. Một tiết mục vô cùng hấp dẫn, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị thân mến, còn rất nhiều những chương trình hấp dẫn đang chờ đón toàn thể quý vị ở phía sau chương trình. Còn rất nhiều những chương trình tuyệt vời khác đang chào đón toàn thể quý vị. Và thưa quý vị thân mến, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng thông báo tới toàn thể quý vị mọi thông tin về công viên Khủng Long cũng như các chương trình sự kiện, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra tại công viên Khủng Long sẽ được đăng tải trên trang fanpage của công viên Khủng Long. Quý vị sẽ vào Facebook và gõ công viên Khủng Long. Ở đây quý vị sẽ được tìm hiểu mọi thông tin về công viên Khủng Long cũng như các chương trình khuyến mại dành tặng cho toàn thể quý vị.
Và một điều đặc biệt hơn nữa, chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe những ý kiến phát biểu, những tâm tư, tình cảm, những chia sẻ từ phía toàn thể quý vị dành cho công viên Khủng Long qua trang fanpage công viên Khủng Long. We'll be right back.
Khánh đã đem đến cho toàn thể quý vị một tiết mục vô cùng tuyệt vời. Các bạn nhỏ ơi, cho tớ hỏi nhá, cô Ngọc Ánh vừa trình diễn tiết mục gì nhỉ? Tiết mục gì? Tiết mục lắc vòng đúng không? Các bạn có thích lắc vòng không? À đúng rồi, lắc vòng sẽ giúp chúng ta eo thon này, đúng không? Khỏe đẹp này, đúng không? Rồi, vậy thì tại công viên Khủng Long có rất nhiều những lớp học nghệ thuật, lớp học trải nghiệm cũng như lớp học năng khiếu để dành cho toàn thể quý vị. Quý vị phụ huynh, chúng ta muốn con em của mình theo học những lớp học trải nghiệm, những lớp học năng khiếu thì sẽ đăng ký với công viên Khủng Long để biến ước mơ của con em của mình thành hiện thực. Thưa quý vị thân mến, càng về cuối chương trình thì các tiết mục càng hấp dẫn, càng thú vị hơn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiết mục Thăng Bằng Trên Thang do nghệ sĩ Việt Cường trình diễn. Một tràng tay thật lớn của quý vị. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Cương. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị dành cho nghệ sĩ Việt Cương.